quý vị. Đấy. Mấy công thần mới đây các bác. Cây làng đây. Cây làng các bác nhé. Cây làng đây. Mua là cũng có ý đồ ghép đôi với cây cây làng sẵn này. Cây này thì nó nhỏ hơn một size. Nó không nhỏ hơn lắm nhưng nó thấp hơn. Thì cây này cũng sẽ phải lên đá. Cây kia thì phải buộc phải lên đá lại nếu như muốn nó thực sự nó nhiều tiền ấy, lên đến vài trăm triệu. Đấy, còn cây này thì để theo kịp cây kia thì cũng phải lên đá để cho nó cao lên một chút nữa. Cái chậu này nó cũng chưa hợp lắm. Đấy, thì nó là cùng cuộc chơi dài hơi các bác, nó không phải ngày 1 ngày 2 được. Sang năm sẽ có tùy duyên, nếu mà kiếm được thợ đá hợp thì sẽ làm các bác nhé. Thợ đá hợp, viên đá hợp và tùy duyên thì sẽ làm. Thì bây giờ tôi cắt cái cây này để cho nó đồng bộ các bác ạ. Thực tế cây này tôi cũng đang muốn nuôi để cho nó thật tốt mà. Chưa muốn cắt nhiều, một năm cắt nhiều lần nó cũng yếu cây đi. Thì tôi cắt lá thôi. Cắt lá để bày cái bộ ở đây cho nó hợp. Xem nó định hình cái lối chơi cái bộ như nào để thừa thiếu cái gì ta điều chỉnh các bác ạ. Đấy, cái này các bác nhìn thấy thực tế chắc các bác phê lắm đấy. Ok, bỏ qua nó đi, sau tôi phải sửa nhiều. Ví dụ cái ngọn này hôm trước tôi chưa nói với các bác thì có thể là tận dụng cái ngọn này rồi cạp cái này to bổ cho nó nở cái điểm tiếp giáp với cái tay dưới này thì nó sẽ đỡ bị đuôi chuột như này. Cái đấy thì kể cả nuôi lại cũng rất là nhanh rồi, không vấn đề gì cả. Quay trở lại cây này các bác nhé, tôi khiêng nó ra đây để tôi làm. Giới thiệu lại các bác đây, cũng là một cái xanh Nam Điền, dáng làng mà tôi rất là thích. Có thể nhiều bác chưa nhìn ra cái vẻ đẹp nó hoặc là không hợp gu như nào đấy, nhưng mà ta nên nhìn vào tương lai các bác. Tương lai của một cái cây, có thể hiện tại một số cái cây rất rõ ràng, rất đẹp nhưng mà nó không lên được. Nhưng mà những cái cây, một số những cây nhìn nó có thể là ban đầu bình thường nhưng mà cái tương lai nó rất sáng. Thì ta nên cân đối, cân nhắc các bác nhé. Nếu mình có ý tưởng mình đưa về mình thực hiện là sẽ thành công. Đấy, còn chưa phun cả thuốc mũi này, thường chưa phun thuốc bọ trĩ này. Nhiều bọ trĩ quá. Ok, làm các bác nhé. Bác nhìn con nhớ cái này ra cái này chưa. Đấy, lúc chiều tôi có cắt một cái tay này của lúc quý chẳng khoe. Đấy, một là làng cây này thấp hơn cây kia. Cây này chắc khoảng cỡ 25 phân, cây nó 30 phân tròn. Thì lên đá một chút là cây này là bằng thôi. Rộng cũng cỡ 60 đấy. Vâng nhé. Lá nên vặt được, nhiều quá thì phải cắt bớt đi, vặt mỗi hết ngày. Mới sửa cách đây mấy tháng mà. Vặt để bày lên kia cho cái bộ xem là nó có thực sự hợp nhau không. Dáng dấp mà cái độ thấp là thấy ná ná nhau đấy. Đều là dáng làng. Ghép bộ được.
đúng các bác. Đấy, để đây so sánh hai cây. Tất nhiên cây kia nó hoàn thiện hơn rồi, cũng nói. Nhưng về dáng, sau tôi sẽ làm như thế. Sau tôi sẽ cho cái chậu rộng dài hơn. Mỗi một cái tay này, các bác tưởng tượng mỗi một cái tay này mùa mưa sang năm nó sẽ buông xuống một hai cái vách, tôi sẽ lấy như cái cây kia. Đấy, là sẽ ok thôi. Đoạn được một cái làng rất thấp. Một cái làng rất thấp. Đi làm đá, cái bệ này nó bình thường các bác nhá. Nhưng mà khi làm đá mà chất liệu Nam Biển là bệ là đây, rất ngon, đằng sau ổn. Và nó có một hai cái vách nó xuống, cứ mỗi cái tay chính lại có một hai cái rễ vách băng buông xuống như thế này. Đây một cái nữa. Đây một cái xuống, đây một cái. Đây một cái xuống. Đây một cái xuống. Đây một cái xuống. Đây một cái xuống. Đấy, thì các bác tưởng tượng nó như một cái mảnh nó buông xuống ấy. Đấy. Cái này quay lên hình thì các bác nhìn thì đúng là cảm giác nó không đẹp, nhưng mà tôi cho rằng nó là cái đẹp các bác. Lên hình cảm giác không xem được cây này. Lên hình các bác cảm giác chỗ này trống trải luôn. Nhưng mà thực tế cái nét của nó rất hay. Nó rất hay. Đấy, tôi quay từ trên xuống các bác nhìn cho dễ. Chỉ làm một cặp thì tất nhiên phải làm thôi các bác. Một chị một em thôi, không thể giống nhau hết, nhưng mà cỡ dáng làng mà bóng rộng tấp thì hai cái này đóng cặp được. Tí nữa thì sẽ để ở kia xem các bác nhìn từ xa thì thấy nhé. Cũng đều là chất liệu Nam Biển cả. Nhìn mặt này gấu hơn. Sau mình cắt định hình này thì sang năm phải lâu nữa tôi mới đụng vào các bác nhé. Thật tốt mà. Cứ nếu mà muốn nuôi những cái vách này xuống nha các bác nhé, thì phải nuôi cây thật tốt. Lá nếu tùm xung xuê thì nó sẽ nương vào, nó buông được vách xuống, theo hơi nước nó xuống đó. Với lại có lá có tay che chở, nó không bị gió, nó không bị khô mất những cái rễ vách, thì là lấy được vách xuống. Đấy. Và phải cây này phải làm đá cho cái bệ nó ngon hơn và nó cao hơn một chút, thế là đẹp. Đấy. Nhìn về tương lai đẹp. Cây lóng làng đẹp đấy. Ok, cảm ơn các bác đã theo dõi nhé. Đấy, cũng hy vọng là sau nó vật cân được mấy con này. Thời gian thôi các bác, cái cây này ngày xưa thì cũng chỉ ngày xưa dữ liệu chắc gì nó đã đẹp bằng cái phôi này. Chưa chắc đã đẹp bằng cái phôi này đâu các bác. Đấy, cứ có công nuôi là được. Nuôi định hình, định hướng. Nuôi đúng hướng là đẹp hết. Cảm ơn các bác nhé.